vật để tác chiến đảm bảo an toàn là một yếu tố rất quan trọng. Các đồng chí cùng quan sát tình hình vận dụng kỹ thuật vượt từ 1 mét. Trong quá trình vượt, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải tuân thủ động tác, không gây ra tiếng động, làm lộ bí mật, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để hoàn thành nhiệm vụ được sao, cán bộ chiến sĩ phải có nền tảng thể lực tốt, ý chí kiên cường, không ngại khó khăn gian khổ, có khả năng thao tác sử dụng thành thạo các loại vũ khí ở mọi điều kiện hoàn cảnh. Các đồng chí đang quan sát các động tác nghiêng nằm bắn nằm ngửa bắn ngược mà vẫn đạt hiệu quả cao. Trong quá trình hoạt động đều phải tập trung cao độ ý thức định tình và phải rèn luyện cho bản thân các kỹ thuật giãn một cách thuần thục, nhẹ nhàng để vượt qua mọi vật cản như vòi lửa, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ cũng như có khả năng bắn súng chính xác trong mọi tư thế. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động đang vượt qua vòng lửa để tiếp cận gần hơn với mục tiêu, sẵn sàng đột nhập đánh. Từ những động tác kỹ thuật vận động cơ bản, đội hình vũ trang đang nhanh chóng khắc phục và vượt qua hệ thống vật cản liên hoàn được bố trí dày đặc, vận động đến vị trí tạm dừng triển khai đội tác chiến theo phương án với tình huống được giả định như sau. Vào hồi 9 giờ ngày N, qua công tác nghiệp vụ và trinh sát ngoại biên báo về biết được có 3 đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy mang theo vũ khí nóng bị tự chế. Sau khi tổ chức vượt biên thông thành, chúng đã cố thủ tại khu vực bản A. Các đối tượng rất mạnh động, kiên quyết chống trả lực lượng chức năng của ta. Xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, quyết định xác lập chuyên án MT22, chỉ đạo lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cũng như là cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và các đơn vị trên địa bàn xây dựng phương án đánh bắt các đối tượng. Hiện nhiệm vụ lãnh đạo cấp trên, các đơn vị nhanh chóng biên chế tổ chức lực lượng xây dựng phương án tập kích đánh bắt các đối tượng. Sau khi chính xác thực hiện, xây dựng phương án và được cấp trên phê duyệt, lực lượng tập kích triển khai cụ thể như sau: tổ ba mươi đóng lóng quân số 20 đồng chí, trang bị vũ khí theo biên chế, triển khai đội hình theo hướng tây bắc và đông nam, có nhiệm vụ bao vây vòng ngoài đóng lóng đánh bắt đối tượng khi đối tượng bỏ chạy, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi có lệnh. Tổ đánh bắt bí mật là tổ tấn công trên hướng chủ yếu, quân số 18 đồng chí, trang bị theo biên chế, từ vị trí tạm dừng, lợi dụng địa hình địa vật vận động bí mật tiếp cận hướng đông bắc mục tiêu, có nhiệm vụ sử dụng võ thuật, phi chiến thuật, công cụ hỗ trợ đánh bắt các đối tượng. Tổ tấn công trên hướng thứ yếu, quân số 20 đồng chí, trang bị theo biên chế, từ vị trí tạm dừng, lợi dụng địa hình địa vật bí mật vận động tiếp cận hướng bắc của mục tiêu, có nhiệm vụ cảnh giới hiểm trở, phối hợp với bộ đội chủ yếu hình thành thế bao vây gọn gàng đánh bắt toàn bộ các đối tượng. Tổ nghi lực cùng các đồng chí bí mật lợi dụng địa hình địa vật vận động tiếp cận phía sau căn nhà, có nhiệm vụ sử dụng mìn để ngăn cản sự truy bắt của các đối tượng để các tổ vận động áp sát mục tiêu. Tổ quan sát bắn tỉa quân số 2 đồng chí, trang bị súng bắn tỉa, máy bộ đàm được bố trí tại các điểm cao có lợi, có nhiệm vụ quan sát mọi di biến động của các đối tượng, sẵn sàng nổ súng tiêu diệt đối tượng khi có lệnh. Kính thưa các đồng chí, khi các tổ mũi chiến đấu đã áp sát mục tiêu báo cáo về chỉ huy, đồng chí chỉ huy tác chiến ra lệnh tấn công đánh bắt các đối tượng. Trong căn nhà làm mất sức kháng cự của các đối tượng, sau đó nhanh chóng đột nhập vào trong nhà, đổ súng đánh bắt.